Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước mới hoàn thành hơn 100 dự án nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp, đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu về nhà ở của khoảng 1,5 triệu công nhân có nhu cầu hiện nay. Phát triển nhà ở cho công nhân đang là một thách thức đặt ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, trước dự báo đến năm 2020, số lượng công nhân có nhu cầu về chỗ ở trên cả nước sẽ tăng gấp đôi, lên khoảng 3 triệu người. Lợi nhuận đầu tư thấp hay tại thủ tục hành chính kéo dài, nhiều nhà đầu tư cho biết, để xây dựng một dự án hiện chỉ mất từ 12 đến 18 tháng, trong khi đó, thời gian để hoàn tất các thủ tục đầu tư lại mất đến 2 năm. Hiện chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, khi tình trạng chậm chuyển biến, thờ ơ vẫn còn tiếp diễn, thì chính sách này sẽ khó trở thành hiện thực.